Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, trên bàn thờ Sa Tiên, bát hương là vật phẩm hết sức quan trọng. Bát hương là nơi thắp nhang để tưởng nhớ đến công ơn tổ tiên và các vị thần linh. Bát hương vốn là vật vô chi và chỉ sau khi thực hiện các thủ tục bốc bát hương đúng cách thì mới có linh khí, là nơi thông linh giữa gia chủ và các vị thần linh Sa Tiên. Nếu bát hương không được bốc đúng cách cũng giống như nhà không có chủ, khi đó thần Phật tổ tiên giáng lâm độ trì thì ma quỷ cũng chen chân theo để quấy phá gia chủ. Hôm nay được sự tư vấn của thầy Gia Cát cùng các thầy trong hiệp hội phong thủy và tâm linh Việt về chủ đề bốc bát hương cho bàn thờ thần linh Sa Tiên ba bát hương. Chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết từng bước làm thế nào để bốc bát hương đúng, đầy đủ và linh thiêng nhất. Trong nội dung chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị những nội dung chính sau đây. Một, những ngày tốt bốc bát hương lập ban thờ Sa Tiên tháng 12 âm lịch. 2. Sắm sửa đồ lễ cần thiết cho việc lập bát hương thờ thần linh Sa Tiên. 3. Các bước cần làm để bát hương thông linh được với thần linh Sa Tiên. 4. Quy trình bốc bát hương thờ thần linh Sa Tiên chuẩn phong thủy. 5. An vị và dâng hương cho bát hương thờ Sa Tiên. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. 1. Những ngày tốt để bốc bát hương lập ban thờ mới trong tháng 12 âm lịch bao gồm những ngày sau. 1. Ngày 11 Canh Thân, 2. 15 Giáp Tý, 3. Là 16 Ất Sửu, 4. Là 20 Kỷ Tỵ, 5. Là 25 Giáp Tuất, 6. Ngày 26 Ất Hợi, 7. 30 Kỷ Mão, 8. Là 23 Nhâm Thân. Đó là 8 ngày tốt để bốc bát hương cho ban thờ Sa Tiên đầy đủ 3 bát hương trong tháng 12 âm lịch. Quý vị hãy chọn ra cho mình một ngày phù hợp nhất với mình để tiến hành bốc bát hương cho được thuận lợi và may mắn. 2. Là đồ lễ. Bốc bát hương lập ban thờ mới hay bốc bát hương là để nghênh đón thần linh và gia tiên về phù trợ cho gia đình, nên việc sắm sửa đồ lễ cũng hết sức quan trọng. Để việc lập ban thờ được chỉn chu và chính xác, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những đồ lễ để lập ban thờ mới hoặc bốc bát hương tháng 12 âm lịch cần có những lễ vật sau. Quý vị có thể tham khảo. Đồ lễ có thể thay đổi theo văn hóa của từng vùng miền hay địa phương, nhưng cơ bản sẽ bao gồm những lễ vật sau. Gà luộc 1 con, 1 đĩa thịt quay hoặc là thịt luộc, 1 đĩa bánh bao chay 5 hoặc 15 chiếc, 1 đĩa chè, thuốc, trầu cau, 1 mâm cơm, canh, xôi 2 đĩa, 2 đĩa hoa quả, 1 đĩa 5 hoặc 15 quả, bánh kẹo, rượu, 1 đĩa gạo, 1 đĩa muối, hoa 5 hoặc 15 bông nên sử dụng số bông lẻ, 1 đèn dầu, 2 cốc nến hoặc là cây nến. Đồ mã thì gồm có 1 quần áo mũ ngựa thần linh to, 5 quần áo mũ ngựa ngũ phương, 5 đinh tiền vàng, bộ quần áo ông bà tiền chủ, hậu chủ, 2 hoa vàng đỏ đại, 2 vàng ngũ phương, 3 tập tiền tào quan. Ngoài ra quý vị và các bạn cần chuẩn bị thêm là hương, chuông lệnh, chuông hiệu nếu có. 2. Chuẩn bị cốt trong bát hương. Bát hương được làm đúng là phải có cốt thất bảo. Cốt của bát hương có 7 thứ báu gọi là thất bảo như là vàng, bạc, ngọc, phỉ thúy, ngọc trai, mã não, san hô, hổ phách, được bọc bởi một tờ giấy tráng kim dùng bút đỏ đã được làm phép chú bút, chú giấy, chú mực, ghi một số chữ do pháp sư hay thầy cúng ghi, chữ thiên do các vị thánh ngự ghế viết. Lưu ý cẩn thận với các loại giấy tráng kim giả, thất bảo giả, bán sẵn hay cho bùa chú vào bát hương. Quý vị hãy liên hệ với thầy Gia Cát và đội ngũ trợ lý của thầy của chúng tôi để được tư vấn chính xác nhất. 2. Là việc chuẩn bị cho. Trước đây các cụ thường lựa chọn loại rơm nếp được cắt và làm sạch sẽ sau đó phơi khô để riêng. Trước khi đốt rơm nếp thành tro thì dùng rượu gừng vẩy lên để tẩy uế. Còn hiện nay loại tro này được bán sẵn ngay tại các cửa hàng mã hoặc cửa hàng bán đồ thờ cúng. Hoặc dùng tro chấu nếp rất tốt bởi chấu bọc gạo là hạt ngọc của trời, nó thanh sạch và cao quý. Lưu ý là không được sử dụng cát vào trong bát hương bởi vì cát mang tính tà, có lẫn nhiều tạp chất, vậy nên khi sử dụng cát để vào trong bát hương sẽ làm cát có những tà khí và không tốt. 3. Là tờ di hiệu, là tờ giấy màu vàng dùng để ghi tên cho bát hương. Nhiều có tờ di hiệu mà biết được bát hương đó thờ ai. Chú ý khi ghi tờ di hiệu phải ghi đúng, tránh bị ghi ngược. 4. Là giấy trang kim, giấy đức tráng một lớp vàng dùng để gói thất bảo, bảo vệ thất bảo không bị cháy khi bát hương hóa, cũng như lưu giữ linh khí của thất bảo, giúp cho bát hương được linh thiêng hơn. 5. Là ngũ vị hương, là tổng hợp của những thảo mộc quý như quế, hồi, hoàng đàn, trầm, sử dụng để tẩy uế và làm cho bát hương thơm tho, sạch sẽ. 6. Là gạo vàng thần tài, sử dụng để kích tài và điều hòa ngũ hành cho bát hương, trong khi bốc bát hương và sử dụng trầm để xông, giúp cho bát hương không bị hóa. 7. Là trầm, sau khi bốc bát hương xong sử dụng trầm để xông khí tẩy uế cho bát hương, giúp bát hương sạch sẽ và thơm tho hơn trước khi làm lễ.
Các bước cần chuẩn bị bốc bát hương thần linh sa tiên vào dịp cuối năm hoặc là khi nhập trạch vào nhà mới hoặc lập lại ban thờ. Sau khi chọn được ngày giờ đẹp để tiến hành nhập trạch hoặc bốc bát hương, lập lại ban thờ, chúng ta tiến hành bốc bát hương. Tại kênh của chúng tôi, ngày đẹp để bốc bát hương tôn cấp lập thờ sẽ được gửi cho gia chủ. Quy trình bốc bát hương như sau. 3. Quy trình bốc bát hương thần linh sa tiên cho ban thờ 3 bát hương. Trên ban thờ gia tiên thờ ba bát hương bao gồm bát hương thần linh thổ công ở giữa, bát hương gia tiên bên trái theo hướng đứng cúng, bát hương bà cô ông mãnh bên phải theo hướng đứng cúng. Để bốc bát hương cho ban thờ ba bát hương, ta bốc lần lượt các bát hương theo thứ tự sau. Đầu tiên là bốc bát hương thần linh thổ công, tiếp đến bốc bát hương gia tiên và cuối cùng là bát hương bà cô ông mãnh. Chi tiết bốc từng bát hương và ghi tờ di hiệu như sau. Với bát hương thần linh gia tiên ghi phụng thờ thần linh thổ địa chư tôn vị thần, bát hương gia tiên ghi là phụng thần hội đồng gia tiên họ, bát hương bà cô ông mãnh phụng thờ hội đồng bà cô ông mãnh họ. Sau khi ghi tờ di hiệu, chúng ta tiến hành bốc bát hương. 1. Đầu tiên bốc bát hương thần linh thổ công. Chuẩn bị thất bảo, trong gói thất bảo mà chúng tôi cung cấp bao gồm 2 tờ di hiệu, 1 tờ giấy trang kim, 1 tờ hướng dẫn sử dụng thất bảo và quy trình bốc bát hương đúng cách. Một gói thất bảo gồm có vàng thật, bạc thật, mã não, san hô đỏ, ngọc trai, hổ phách, ngọc phỉ thúy và chỉ ngũ sắc để điều hòa ngũ hành của bát hương. Trong bát hương không thể thiếu chỉ ngũ sắc. Và tiến hành bốc bát hương, bà cô ông mãnh và gia tiên làm tương tự. Bước 1 là sàng cho, chuẩn bị ngũ vị hương, thất bảo, trầm, gạo vàng thần tài, di hiệu, bật lửa, hương. Bước 2, sau khi sàng lọc cho nếp sạch sẽ, chúng ta tiến hành trộn cho với ngũ vị hương. Trong quá trình trộn cho nếp với ngũ vị hương, tâm ý phải hợp nhất, toàn tâm toàn ý nghĩ về việc bốc bát hương, khi đó bát hương mới linh ứng. Ngoài ra phải đọc ngũ bộ chú trong quá trình trộn cho nếp như hướng dẫn mà thầy Gia Cát và các thầy trong hiệp hội đã có hướng dẫn gửi kèm trong bộ thất bảo. Sau khi trộn cho nếp đều với ngũ vị hương, cho nếp từ màu đen tuyền chuyển sang màu quánh vàng của bột ngũ vị hương và có hương thơm dễ chịu. Trộn đều cho nếp với ngũ vị hương xong, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 3, gói thất bảo. Trong bộ cốt thất bảo mà chúng tôi đã gửi cho các bạn có kèm theo 2 tờ di hiệu và tờ giấy trang kim, 1 nụ trầm để xông bát hương. Quý vị và các bạn bóc gói thất bảo ra, lấy tờ di hiệu ghi tên bát hương thờ ai như hướng dẫn của chúng tôi đã gửi kèm trong gói thất bảo. Sau đó gấp gói thất bảo lại, đặt vào mặt sau của tờ di hiệu, gấp tờ di hiệu làm 3 theo chiều ngang, sau đó gấp đều theo chiều dọc của tờ di hiệu từ dưới lên trên. Gấp xong tờ di hiệu, chúng ta lấy tờ giấy trang kim đặt ngược lên bàn, đặt tờ di hiệu đã gói thất bảo vào, sau đó gấp sao cho vuông vắn, đẹp đẽ. Khi đã gấp xong, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 4, khi đã bao sái tẩy uế bát hương sạch sẽ bằng rượu ngũ vị hương hoặc rượu gừng, ta đặt bát hương lên bàn sạch và tiến hành bốc bát hương. Đầu tiên chúng ta rắc một ít gạo vàng thần tài xuống đáy của bát hương khoảng 1/3 gói. Tiếp theo chúng ta đặt gói thất bảo vào chính giữa của bát hương, sao cho đầu dưới của thất bảo hướng về mặt nguyệt của bát hương. Đặt xong thất bảo, ta tiến hành bốc từng bốc cho nếp vào trong bát hương. Khi cho nếp đến khoảng một nửa của bát hương, ta dừng lại rắc tiếp 1/3 gói gạo vàng thần tài đều lên trên bề mặt của cho nếp. Tiếp đến lại bốc cho vào trong bát hương, khi cho nếp đến miệng của bát hương thì lại tiếp tục rắc số gạo vàng còn lại vào trong bát hương. Lưu ý ở giữa bát hương nên rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn những chỗ khác để khi đặt cây trầm lên xông bát hương không bị hóa, cắm hương sẽ không bị đổ, gây nên sự lo sợ cho gia chủ. Để tránh việc này, chúng ta cần phải rắc gạo vàng thần tài nhiều hơn ở giữa để khi trầm xông xong không bị hóa bát hương. Sau khi rắc gạo vàng thần tài hết, ta chuyển sang bước tiếp theo. Bước 5, vệ sinh sạch sẽ bát hương và xông trầm tẩy uế cho bát hương. Trong quá trình bốc bát hương, cho nếp có thể làm bẩn bát hương. Quý vị và các bạn hãy dùng khăn sạch, sử dụng nước ngũ vị hương hoặc rượu gừng lau lại toàn bộ bát hương. Sau khi lau chùi sạch sẽ bát hương, đặt bát hương lên bàn sạch sẽ, nên dùng vải đỏ làm khăn trải bàn để nụ trầm mà chúng tôi gửi kèm trong hộp thất bảo vào chính giữa của bát hương để xông khí tẩy uế cho bát hương. Đợi cho nụ trầm cháy hết, ta tiến hành dâng bát hương lên ban thờ và cắm hương. Như vậy quý vị và các bạn vừa theo dõi cách bốc bát hương thần linh trên ban thờ của gia tiên. Hai bát hương gia tiên và bà cô ông mãnh cũng bốc tương tự như vậy. Quý vị cần lưu ý thứ tự bốc, bát hương thần linh trước, tiếp theo là bát hương gia tiên, sau cùng là bát hương bà cô ông mãnh. Cần lưu ý viết tờ di hiệu theo hướng dẫn của thầy Gia Cát và chúng tôi chia sẻ để tránh nhầm lẫn giữa ba bát hương khi dâng lên ban thờ. Sau khi bốc xong ba bát hương, ta tiến hành dâng bát hương lên ban thờ. 4. Dâng bát hương lên bàn thờ gia tiên.
Sau khi bốc xong ba bát hương, ta đặt lên bàn sạch có trải vải đỏ và tiến hành xông trầm. Bốc xong bát nào thì xông luôn bát đó. Khi trầm cháy hết, ta lần lượt dâng bát hương lên ban thờ theo thứ tự như sau. Bát hương thần linh thổ công dâng lên trước, đặt ở chính giữa ban thờ. Chỉnh cho mặt nguyện bát hương cân đối, chúng ta tiến hành thắp 5 nén hương theo thứ tự. Que 1 ở giữa, que 2 ở phía sau bên phải, que 3 ở phía trước bên phải, que 4 ở phía sau bên trái, que 5 ở phía trước bên trái. Thứ tự cắm nhang như sơ đồ trên màn hình. Các bạn theo dõi và làm đúng nhé. Sau khi thắp hương bát hương thần linh, ta tiến hành dâng bát hương gia tiên. Bát hương gia tiên đặt bên phải bát hương thần linh thổ công theo hướng đứng cúng. Đặt bát hương xong, ta thắp hương thứ tự như bát hương thần linh. Cuối cùng là ta dâng bát hương bà cụ ông Mãnh lên. Bát hương bà cụ ông Mãnh ở bên trái theo hướng đứng cúng. Dâng lên xong, ta chỉnh cho ngay ngắn rồi tiến hành thắp hương như ở hai bát trước. Sau khi dâng đủ ba bát hương lên ban thờ, ta bắt đầu khấn lập và an vị bát hương theo hướng mà thầy Gia Cát cùng các thầy trong hiệp hội gửi cho các bạn khi thỉnh thất bảo. Như vậy, thầy Gia Cát cùng kênh Phong Thủy Gia Cát vừa hướng dẫn cho quý vị và các bạn cách bốc bát hương cho ban thờ gia tiên thờ ba bát hương. Chúng tôi rất mong quý vị và các bạn có thêm đóng góp để chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!